Thế thì bài ngày hôm nay ta sẽ nghiên cứu về cái liên kết của chúng, đặc điểm của cái sự liên kết này ra làm sao và cái gì quyết định đến tính bền vững của hạt nhân. Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài ngày hôm nay nhé. Rồi, bài ngày nay với phần một lớn chúng ta sẽ quan tâm đến lực hạt nhân. À, ta đọc ta biết ngay, lực hạt nhân ở đây ta hiểu ngay chính là lực gì ạ? Phía trong hạt nhân rồi, đúng không? Tên gọi lực đàn hồi liên quan đến tính đàn hồi của nó, đúng không? Lực đẩy liên quan tới thằng đẩy, đúng không? Lực nén liên quan thằng nén. Vậy lực hạt nhân liên quan tới ở trong hạt hạt nhân. Vậy thì lực hạt nhân là ra sao? Nhìn đây nhé. Lực hạt nhân hay người ta gọi là lực tương tác hạt nhân, hay có tên gọi khác đó là tương tác mạnh. Lực tương tác mạnh đấy, được không nhỉ? Là một loại lực mà truyền tương tác giữa các nucleon phía trong hạt nhân. Mà ta biết rằng nucleon là cái gì? Nucleon thì bao gồm proton và neutron. Thế thì proton và neutron liên kết với nhau, tương tác với nhau, thì xin lỗi nhé, proton và neutron tương tác với nhau thì tạo ra một cái lực lực hạt hạt nhân. Vậy thì ta biết ngay, lực hạt nhân này đương nhiên nó chỉ giới hạn trong một phạm vi nào đó thôi. Đó là gì ạ? Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng ở trong phạm vi kích thước hạt nhân, rõ ràng không thể ra ngoài được, đúng chưa? Và nó vào khoảng 10^-15 m. Ok chưa các em? Đấy, có hai cái vai trò dòng liên quan đến lực hạt nhân mà các bạn cần phải nắm được. Nhớ, nó chính là lực truyền tương tác giữa các nucleon, được chưa? Và nó có phát huy tác dụng chỉ trong phạm vi kích thước hạt nhân thôi nhá. Rồi, chúng ta sang phần một nhỏ về độ hụt khối nhá. Một nhỏ về độ hụt khối. Ta hình dung như thế này. Độ hụt khối này nhá. Ta hình dung này cho dễ hiểu, thì nói là dễ hiểu được không ạ? Thứ nhất, các em biết rằng là gì ạ? Nếu như chúng ta đi sát gạo, một vùng quê mà sát gạo thì ta phải có gì ạ? Có trấu và có cám, đúng không ạ? Thế thì bây giờ bình thường thì cái gạo ấy, bên trong cái gạo đấy có vỏ ngoài này, có cái phần cám này, đúng không? Thì mang đi một tạ thóc chẳng hạn, đúng không? Chúng ta chỉ thu về 70 cân gạo thôi, tỷ lệ 70, đúng không ạ? Chúng ta không thể lấy được 100 kg gạo được. Vậy thì đây cũng vậy. Ở đây thấy liên quan đến độ hụt khối. Độ hụt khối ở đây là gì? Ta lêu cái liệu luôn nhá. Chính là cái độ chênh này khối lượng của hạt nhân trước và sau khi các nucleon liên kết với nhau. Bạn hiểu như thế. Và cụ thể nó là độ hụt, cho nên nó bị gì ạ? Bị giảm. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, đây là nhớ thầy này, là khối lượng của một hạt nhân luôn luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân đó. Vậy thì các bạn cùng nhìn đến đây. Nếu như thầy xét hạt nhân X, hạt nhân X này có Z proton và khối lượng của một proton thì có khối lượng là MP và có A trừ Z neutron và một neutron thì khối lượng là ML. Thì trước khi các nucleon liên kết với nhau, nhớ nhé,